Rồi, vậy mình chơi game ai đã từng thế nào, nhưng mà nó sẽ có một điểm khác. Đó là em sẽ nêu tên của một người, có thể ở đây, có thể là trong ekip. Lần lượt từng người mình sẽ liệt kê một việc đã từng làm với người đó mà mình nghĩ là những người kia chưa từng làm. Sao kiểm chứng được? Ví dụ như hả, hung gì thắm chưa thì anh đâu có trả lời được. Ừ. Rồi, ngại lắm. Em đã khảo sát chưa mà em đòi hỏi tụi tôi? Một là mọi người, hai là chị Thắm thôi. À, là những người ở trong đây thôi, không phải. Là trong dàn cấp chính thôi. Rồi, em hiểu rồi. Vô. Em liệt kê những việc đã từng làm với nghệ sĩ Phương Anh Đào ạ. 3, 2, 3 chưa? Tôi đã từng cho Phương Anh Đào uống. Uống gì? Uống gì? Gì em? Nói thịnh chứ mà nói chứ. Uống gì mà Phương Anh Đào bây giờ mập trái khế vậy? Ủa, cái loại gì nói chứ? Ủa, mà em thì mất nè. Uống vitamin. Ok. Tôi thì chưa cho bé uống đó. Đấy là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em có hay không? Đã phải gặp chút đã. Ví dụ vitamin có không? Không, gặp đi. Em có cho Phương Đào uống vitamin chưa? Chưa. Gặp đi. Rồi, quên không, không có luôn. Thì gặp đi. Rồi. Em, tại em đâu? Ủa, em có chơi trò chơi này nữa hả? Ừ. Em tưởng em là cục nhân luôn rồi chứ. Cũng đúng. Ừ, em có chơi. Em... Hai bên quá, hai bên quá. À, vậy là Phương Đào là người kiểm chứng á. À, à thì là người kiểm chứng. Cũng phải chơi. Thấy anh kìa. Là em là chứng cho tụi anh hả? Chứng đi, chứng đi. Là người đó chứng thật là được rồi. Nhưng mà bây giờ tại như giờ tiếp tục chơi nè. Bây giờ tới anh đúng không? Tôi đã từng chụp hình giường à, nệm gối với Phương Anh Đào. À, trong phim, trong phim. Nhưng mà vẫn không đổi người hả? Chưa, một tour, em phải đi xây tour. Em phải xây tour chứ. Hình giường gối. Em phải đi xây tour hết tour mới tới người khác. Đó, dù chí là tour chưa chụp chứ bé. Án như nhỏ quá. Này, chụp trong phim. Tôi đã từng bàn chuyện chứng khoán với chị Phương Anh Đào. Ghê vậy? Ghê vậy? Trời ơi. Cái khúc này là cho flashback lại nha. Tôi còn 2 đúng không? Cái tập 3 cũng mùa 1 đúng không? Dạ, trên chiếc xe chị. Lúc đó em thua á. Tới mình bị cùng tay luôn rồi. Ờ, tới mình được tới tôi đây. Rồi. Rồi. Tôi còn có 2 nè. Đây nè, cái này nè, tới tôi nè. Tôi mình đi rồi đó. Trong thâm tâm tôi, tôi đã từng gả Phương Đào cho một người em của tôi. Phương Đào kiểm chứng có hay không? Đã từng gả. Tự biết. Vậy hả? Em không em biết. Em nói không, đó là khỏi. Ừ, em không biết. Không biết. Mẹ cụp. Ôi. Mẹ cụp. Mẹ nói sao, mẹ dựng chuyện mẹ cụp. Đâu có, cụp luôn hả? Đúng. Nói khi nào có thôi chứ. Đúng. Tôi chính là người em đó. Tôi kiểm chứng, tôi chính là người em đó. Mà Phương Anh Đào có chịu không? Là câu chuyện đó là hai người hỏi với nhau chứ em có biết đâu. Có làm với Phương Đào hay không chứ? À vậy phải tôi chưa hiểu đề, tôi chưa hiểu đề tôi nói lại. Không được. Anh không được. Đánh điện qua cho người anh mơ chứ em đâu có tỉnh táo được gì, em đâu có biết đâu. À. Tại vì tên game là ai đã từng là phải từng thực hiện rồi. À rồi hả? Rồi, tôi đã từng khịa Phương Đào khi tham gia chương trình Hai Một Đêm. Liên tục, em thấy. Liên tục. Ngày hôm nay nữa nè. Liên tục. Em không có. Trời, em sắp đi rồi. Tự nói tự đi luôn. Không, tôi đã từng hát tặng chị một bài nhạc tình ca. Rồi mọi người còn lại không có. Đúng rồi, tôi còn. Rồi đây rụng. Làm này có rụng đi. Tôi đã từng. Cho em cứu em với. Không. Anh hát hồi nào, anh chưa hát mà. Thì nó rụng ngón rồi đó. Đúng rồi. Em ơi, Đào. Tôi đã từng ngủ với Phương Anh Đào trong một phòng. Có nhiều người. À, tôi tắm luôn. Đó. Cái hồi nhớ cái phòng quay chưa? Cái kìa mình quay cái nào ta? Em có ngủ không? Em có ngủ với Phương Đào không? Nhớ lại. Không. Tiệm bánh hoàng tử. Cái gì? Tiệm bánh hoàng tử. À. Lầu 2. Đúng rồi. Trong hồi đó có quay chung với anh Bắp một cái phim sitcom cơm từ rất rất lâu rồi, cả chừng hả? Em có ngủ chung với Phương Đào trước. Vậy là anh Lâm. Tôi có nha. Tôi có ngủ nha. Đang hỏi đi cụp nè. Ờ, em đang ráng nhớ. Nhớ đi có ngủ không? Không, nhiều khi là trong cái phòng đó mà em ngủ mà chị thức thì sao? Thì cũng chung phòng không sao? Nhưng mà người ta có công nhận không? Công nhận là trái á. Không có. Không có. Ở đây là không, anh có nha. Có anh Bắp. Anh có nha. Anh Bắp quay phim. Không, nhưng mà bữa đó mình chụp hình anh đuối anh ngủ. Anh cũng có để nằm chung với em đồng ơi. Nằm không? Anh là Đào. Nằm ở trên cái giường đó em nằm đây nè. Là cái giường em ngồi đây nằm ở đây nè. Cái hai đứa mình nằm có được anh. Tôi đã từng sờ nách Phương Anh Đào. Trời ơi. Ê, khó vậy. Đúng. Hồi nãy leo lên máy bay là tôi rồi nè. Cái lúc mà đẩy ra nè, nhớ không? Có. Tôi có hồng cái nách em nè, vậy nè. Nè lên đây, lên cưng. Đó. Thì tôi đã từng sờ nách Phương Anh Đào. Trời ơi. Thật là có phước mà. Tôi có cũng không dám công nhận.
Là Hiếu thua rồi. Thua với Hiếu thua nãy rồi. Cậu thua rồi. Chưa chưa. Còn mạng tôi xin phép đi chung với Hiếu. Giờ những ai còn giơ thẳng chắc cũng giải quyết được gì hả? Sao mấy chai thì còn được? Sao còn được? Ủa? Tự nhiên người ta còn thì đi hỏi mới nãy còn anh em mình còn ngủ với chị Minh Đào trong phòng mà vậy nó không chịu, nó ngủ với mình nó không chịu, nó từ chối. Không, hồi nãy là mình thức mình nói chuyện mà anh ngủ anh liêm diêm anh ừ thôi để gì nãy anh ngủ trong tâm á anh mở ra anh ngủ không có được. Ai cũng được rồi đó, mình tiếp tục đi để xem ai là người có nhiều trải nghiệm với chị Đào nhất. Ủa trời ơi, mình đợi thế rồi một lần thôi, em một lần thôi chứ một lượt thôi, tụi anh chơi ngu lắm, vậy khó thắng lắm em ơi. Ba lượt ai còn chơi tiếp đi, ai còn chơi tiếp cho nó xong lượt. Bây giờ bên bệnh trước đi, Dưới Đào hả? Ờ hai anh em mình đó còn cái kỷ niệm gì nữa không, kể ra coi. Còn cái kỷ niệm gì không? Đúng rồi, tiêu diệt con đi. Tôi đã từng đội nón bảo hiểm cho Phương Đào. Tôi có. Đúng rồi, đúng có. Có rồi, có đi. Rồi hai đứa đón nhau đi. Rồi tôi đã từng đưa mắt kiến cho Phương Anh Đào. Ủa cái đó coi cái hành động như kỳ vậy. À cái đó nó không có thú vị ha. Anh thấy sờ nách mắc cười không? Thôi ghê quá. Cái đó là kêu là nhiều lên cũng được. Mà nó qua cái sờ nách mắc cười. Tự nhiên cái đưa mắt kiến. Thôi kệ, em có đưa không? Gì? Tôi có đưa mắt liếc qua anh Đào. Vậy thì tôi thắng. Rồi chỉ định đi, chỉ định đi. Chỉ định sao? Người hay nhân vật tiếp theo? Em hỏi mọi người ơi, mình lên đây quay behind the scene hay là giật gọi là hả? Bí văn, bí văn. Bí văn gọi là nè, em ngồi đây đi. Em ngồi đây ngước lại y chang Hiếu luôn. Em ngước lại y chang Hiếu luôn. Không được. Em cảm thấy cái đầu không tự. Em ngước rồi, ngước được rồi. Cái khúc này là khúc mà em đi qua kia làm. Thì ra mày là Phương Anh Hiếu. Ôi, em bị lộ rồi. Hai chị em. Chúng tôi đã trở lại với Zone 2 của Game Ai Đã Từng. Anh Trường Giang đang ủ mưu, hai này đang ủ mưu. Em đó. Tôi đã từng giơ tay ra đi, tay ra giơ tay lên à, tặng tóc giả cho anh Trường Giang. Trời ơi độc lạ quá. Trời ơi, đúng rồi, trong một cái chương trình thì cần khách mời phải đem quà tới tặng cho chủ nhà. Đúng thì rồi. Quà của anh tặng cho anh Giang là bộ tóc giả ha, thì ra anh là lộ. Thì ra anh là già đủ đốt. Thì ra thích đội tóc giả ở nhà. Thì ra bé Giang Đồng Nai là anh. Cập chưa? Em làm gì cập? Cập hết rồi. Rồi cập hết rồi. Cứ mình đằng có cái này thôi. Rồi tới Tuấn. Gì vậy? Tôi đã từng thấy liếc thấy sơ sơ thấy cái bọng nước mía ra. Cái game mà lộn á. Ôi một thời trinh tiết. Tập Hà Giang mà tôi ra tôi lộn xong bị cấn cái micro vô đây, tôi đau, tôi lên xe tôi nằm dài dưới đất luôn á. Cái này anh em mình sống tiếp. Sống không? Tôi có sống không? Sống. Sống. Tôi đã từng tắm chuồng với anh Giang. Có. Có hết rồi. Chặn Kiên Giang. Mới chơi uống cà phê xong. Đúng rồi. Đi tắm. Kiên Giang hả? Anh thấy em luôn mà, anh thấy em luôn mà. Lâu rồi. Anh Giang hào sảng lắm, anh chịu đợi hết à. Chị nên đứng ngoài cuộc chơi này chứ. Không, hả? Em phải chơi với em mắc cười quá. Có cũng như không nè. Em đã từng với anh nhiều thứ lắm. Nhưng mà đang suy nghĩ có cái nào vui không? Có. Ok lắm á. Tôi đã từng đóng phim với anh Giang. Đóng phim rồi thôi em ơi. Em à ư ý à. Đóng phim. Rồi luôn. Đó. Rồi luôn. Tức ghê. Tức ghê. Nói thêm hai chữ nữa là đáng hận hết. Ủa nãy giờ em tưởng là em rớt ra khỏi cuộc chơi này rồi chứ. Mọi người có những cái trải nghiệm quá lạ lùng. Em còn ngon. Em mới quay với anh Giang như được một chương trình mà là hai tập của hai ngày một đêm không à. Nên là cái trải nghiệm của em với anh Giang nó rất là gần gũi nhẹ nhàng, chắc là ai cũng có. Em đã từng được anh Giang cho đồ ăn. Ở đây đã ăn hết nhà anh luôn rồi. Ăn hết quán luôn rồi. Không cần cho cũng qua lấy. Nhẹ nhàng vậy thôi chứ đâu có gì mới nữa đâu. Quy Quy sao đậm á. Tôi đã từng ăn gần 20 con cá dứa bự chà bá của anh Giang. Trời ơi. Làm gì có. Cá dứa anh Giang bự chà bá luôn hả? Bự lắm mà gần 20 con. Trời ơi sao không cho em con. Lòng hay sao? Không, ăn trường tồn á. Làm gì có, cụp đi em. Ai mà ăn được 20 con giống như anh. Ăn một con thôi. Ăn hết nhà ta. Lâm em à. Tôi đã từng thấy nội y của anh Giang. Trời ơi. Cũng có đó bình thường mà. Rồi sao? À, dữ vậy, anh nghĩ dữ vậy. Thì đó hết rồi đó. Hết rồi. Qua đi. Rồi xong em. Qua hả, đổi qua. À, tôi đã từng leo lên nóc nhà của anh Giang. Trời ơi, sập cái nhà tôi luôn. Nóc của căn nhà. Ở dưới quê đó ha, dưới vườn đó ha. Tôi đi dưới là kia em qua đưa tóc giả là anh em chơi hả? Tôi tưởng có nhiều cái để nói mà không ai có luôn á. Còn đồng chứng nhớ hay không thôi. Tôi đã từng ngồi khóc trước mặt anh Giang.
Tôi đã từng lẻ nước miếng chét cho đích anh Giang. Trời ơi, cái gì vậy? Sao có mấy cái chi tiết kìa vậy? Có mà, bữa lê luôn đó, ngủ ngoài biển đó, bị kiến cắn đó. À, hay vậy ta? Làm hoa liền luôn hả? Tôi đã từng hung anh Giang một cái chóc. Bình thường có. Chả rồi, em không có. Đi rồi, em đi rồi. Anh Quy đi chưa? Sắp. Ủa, còn tới ba dữ vậy? Dữ vậy, ba dữ vậy. Ừ, hồi nãy Quy giết mình mà. Anh Huy á. Ủa? Chị á hả? Thua rồi mà. Chị đúng rồi. Ừ đúng rồi. Tại vì cái giải quán quân này chị thấy nãy cũng không có hấp dẫn lắm. Nên là thôi chị đứng ngoài cuộc chơi. Đó, tới anh đó. Tôi đã từng có một cảnh hôn vợ anh Giang. Trời ơi. À. Không phải có hết. Hả? Một cảnh hôn vợ anh Giang. Trong phim. Hôn vợ anh Giang mà mặt anh còn hơn Quảng Thư nữa. Lý thuyết nữ vậy. Trong phim có. Không có đúng không? Đi. Đi rồi đó. Em đi rồi. Đi rồi. Em còn không? Anh còn có một à. Còn một. Thì em đấu với con Bắp. Anh Bắp còn tới ba cái. Không có đâu, đâu ra ba. Cái nãy mà xuất miếng vô ấy là em không có rồi. Ờ đó con. Ờ con ha. 2-1. Anh với em quá trời luôn á. Ừ. Trời không thể anh nói bạc liêu luôn nè, thiệt luôn. Quá trời ơi, tôi tưởng là nhiều lắm luôn á. Ở dưới quê rồi, ở chỗ này trong cái thờ ơi, đầy luôn. Hàng đêm nữa thờ ơi. Tôi đã từng học chung thầy với lại anh Giang. Chung thầy. Cái đó đơn giản nhất. Rồi, kết liễu thầy đi. Thầy có thể dạy nhiều lứa mà. Tôi đã từng nhìn thấy những dòng chữ tâm can trong nhà của anh Giang. Ở nhà chợ Destiny. Tôi cũng thấy. Đúng rồi, ai? Đúng rồi, ai cũng thấy. Rồi, rồi, kết liễu rồi. Ai cũng vô mà. Tôi tưởng mình tôi thấy những điều đó. Kiểu gì? Kiểu gì? Cho hỏi. À? Kiểu gì? Phải luôn mỉm cười. Dù cho khó khăn như thế nào vẫn phải luôn mỉm cười. Anh lấy vợ mà anh tự nhủ anh vậy. Trời, hạ ngục đệ như tấn. Dễ quá trời dễ. Tôi có nhiều điều với anh Giang đó. Anh liệu hồn anh kích liệu tôi không? Ừ, tôi sợ quá nè. Cho anh 3 giây, 3, 2, 1, anh hết thời gian tôi thắng. Nhiều thứ lắm. Nhiều lắm. Anh đừng có lôi con số nó ra chơi với tôi. Nhiều lắm cho nên bây giờ phải từ từ. Ờ, nó bây giờ nó phải là special. Tôi đã từng chữ anh Giang. Thằng điên nào tướng thể dục chạy phát ghét bao giờ mới ốm được. Nặng lời quá. Hồi xưa ở chung căn hộ. Trong căn hộ. Mà tôi rảnh giờ nào tôi tập gì đó, tôi đi quay về nhiều khi 1 giờ đêm tôi cũng tập một mình. Xong rồi tướng lái xe chạy về. Thằng khùng nào giờ này. Ủa anh Giang hả? Mà chi chiết ổng lắm. Tướng chạy kìa. Thắng, giờ thắng, ủa thắng nữa hả? Hả? Thắng nữa. Trời ơi. Hay quá. Anh hay vậy. Bây giờ nha, chỉ định đã từng với Lê Dương Bảo Lâm. Và người nói đầu tiên đó là Ngô Kiến Huy. Em có giơ tay không? Còn... Không, em ngồi không thôi. Tôi đã từng đưa thực phẩm chức năng cho Lâm bổ sung. Hồi nào vậy? Hả? Tự cung luôn. Có. Không hỏi vậy tự cung. Có đưa mấy thực phẩm về mua. À. Có mấy cái gói mà xài cho dùng thử á. Mấy cái gói mà gì quất cao được kia. Mấy gói nhỏ 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 miễn phí ủng hộ anh. Rẻ tiền á. Ờ anh bên đa cấp vậy anh đưa tôi mấy cái đó. Thôi không tính này đâu. Lại. Ừ. Không chịu. Tự cung. Đúng, tự cầm cho coi. Ừ. Cái gì cho là phải ý nghĩa là ta nhớ. Ồ, ta nhớ liền. Ừ. Cho cái gì mà mấy cái bịch test thử. Không, tôi nhớ tôi giữ một thùng mà. Có một hộp, một hộp. Không, rồi. Tôi vô ơn á. Trời ơi. Tôi vô ơn á. Vâng. Em đã từng đi đám cưới chị Diễm My với lại anh Lê Dương Bảo Lâm. Đúng, quên. Em không có đi đám cưới đó đâu, tôi biết mà. Hai ngón. Ập luôn, ập hết, tôi có đi. Hiểu. Nói gì cho mắc cười bị đôi tay nè. Hả? Tôi đã từng gọi anh Lê Dương Bảo Lâm là con cá chê. Trời ơi, cái con cá chê này. Trời ơi, cái con cá chê này. Tôi có nha. Ủa có không? Thế dụ này tôi có. Thế dụ mình nói trong bụng thôi được không? Ừ. Đã từng nói trong bụng thôi được không? Có tính tiếng nói nội tâm không mọi người? Có. À là nhiều người nói vậy đó. Lắm hả? Tại vì mặt em như cái chê vậy á. Này cả nước nói anh ơi. Này chơi ta cụp hết luôn đó. Rồi cụp đi. Tiếp. Rồi tới tôi. Tôi bị cập cái vụ cá chê, tôi không bao giờ gọi cá chê. Dạ. Yeah. Cá chê. Hoàng hoàng quá. Tôi đã từng làm mắm đem tới tận nhà cho Lê Dương Bảo Lâm. Có. Trời ơi. Thấy không, tôi cho cái nhớ liền băng qua đường đâu. Gần đây tôi cho mình mùa 1 lận.
Sao không sao món quá. Của anh thôi không, không xài đâu. Ủa em cho em cái gì? Em mua mắm em tặng có tính không? Được. Có. Làm. Ờ em không làm. Ê mua mắm ở đâu vậy? Ê cho mua mắm ở nào vậy? Đó. Ủa hên quá. Hên quá không nhớ. Ủa trời ơi. Trời hoài luôn á. Đi kháng đi em. Hoài lắm anh em mình á. Trời ơi em đưa Hàn Quốc hay đưa ai vậy? Đưa Hàn Quốc. Nó thồn ăn hết rồi. Trời ơi. Vậy là không có luôn. Em giống anh. À tới em. Tôi đã từng rất sợ anh Lâm. Mỗi khi mà tôi quay ảnh tôi đều áp lực. Đó. Bây giờ ảnh rất là thương tôi cho nên tôi không sợ nữa. Ủa sao dài dữ vậy? Dài quá. Dài quá. Cho nên ảnh em có hài nói rồi. Tôi đã từng kinh hãi lên vô bộ lâu. Vậy đi. Vậy đi. Tôi đã từng kinh tởm. Anh có này có. Tôi cũng kinh tởm. Có tôi cũng kinh tởm. Anh không kinh tởm. Trời ơi. Anh này kinh tởm luôn hả? À con này láo. Vậy là sao vậy? Dữ luôn, em? Dữ luôn. Em kinh tởm luôn hả? À? Không, em không, không thì có. Em, à, em không có thì em phải cụp lại chứ. Em không có sợ. Nè, em không có sợ thì em phải cụp lại, đúng không? Tiếp. Vậy chính là em tôi. Ngủm nữa hả? Tôi đã từng đi đám cưới Lê Dương Bảo Lâm. Chết nữa. Chết nữa, đau quá. Tôi quá chưa quen mình luôn. Lúc đó tôi được bầu hai. Không có. Em đi rồi. À, tôi đã từng qua nhà anh Lê Dương Bảo Lâm lúc chưa say xong. Yeah. Không nhớ mày tự gục chết luôn. Không nhớ thôi, em. Cái nhớ, chính chủ qua nhà chim chung với anh á. Đi. Nào nhà nào? Nhà mới quận chính á. Không nhớ, tao không nhớ gì á. Là chim loa. Em với Thái Duy á, qua dạ gắn. À là em hả? Em à, đó. Không nhớ, không nhớ, không nhớ. Nhớ. Em đi. Ao. Quay, quay, quay. Tôi đã từng thảo luận và xin tài trợ phòng gym cho Lâm. Ủa nhưng mà em chết rồi. Ờ anh chết rồi mà. À còn hả? À, anh còn. Có. Có. Nhưng mà không giảm được bao nhiêu. Tính ra là có lòng nhưng mà không được giúp đỡ được cái gì. Cho nên tôi quên luôn. Tôi quên. Tôi cầm. Giảm lấy tiền. Là mình khác. Em hết rồi, em hết rồi. Ủa mà luôn rồi hả? Mà rồi. Tôi đã từng ngồi bàn chuyện phụ huynh của Lâm về đất đai. Trời ơi, cái gì trời đất đai vậy đâu vậy? Cái đó là chuyện anh với mẹ em không biết nha. Tôi không biết, đó là anh Giang nói chuyện với mẹ tôi. À, tôi bị lạc đề. Tôi bị lạc đề. Nhưng mà tôi không cụp bình thường, tôi sẽ cụp như thế này. Tiền đất đây là tôi không bàn với con mà đi bàn với người ngoài vậy trời. Tôi cụp rồi đó. Tôi đã từng thấy anh Lâm đeo một cái tai nghe quá cùi bắp cho nên tôi quyết định tặng anh Lâm một cái tai nghe xịn. Đúng, đúng, không? Nhớ cái cho là nhớ liền. Tôi cho cái điện thoại iPhone ok. Tôi nghỉ chơi. Gãy rồi. Tôi đã từng. Em gặp chưa cái rồi vừa gặp xong. Tôi đã từng tập chung thầy PT với Gia Lê Dương Bảo Lâm. Đúng. Là gãy rồi đó. Ờ à, được em á. Em có tập cái. Em có tập chung với thầy đâu. Thì là đó, em vừa xuống. Đó, nó cái là giữ gì mà nhiều mà. Thụm nụ nữa đi. Tôi đã từng đóng tiểu phẩm chị em tấm cám với Lê Dương Bảo Lâm. Đi. Anh làm gì có? Đúng, anh không tấm cám. Anh không có tấm cám. Anh chỉ cường mồi thôi. Anh là chị bán anh giờ chị bán không hỏng. Nó không có liên quan đến chị em tôi. Đúng. Rồi như vậy là quyết Phan thắng. Yeah. Và phần thưởng cho quyết Phan là ôm hôn Lê Dương Bảo Lâm. Yeah. Ủa? Tôi kinh tởm.